Kính thưa bà con, hôm nay á, với tư cách là một người dân đen, một người dân Việt Nam, tôi xin có đôi lời gửi tới đảng lãnh đạo Cộng sản Việt Nam nói chung và ông Phắc nói riêng. Đúng rồi, ông Phắc á, ông Nguyễn Xuân Phắc. Ông Phắc ơi, chị người ta nói dân chơi Facebook người ta có câu Việt Nam nói là làm. Còn ông đang cố ra sức chứng tỏ cái câu nói của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là đúng. Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Ông Phắc, ông hứa rằng nếu mà thằng khốn nạn Formosa nó vẫn tiếp tục nó vi phạm thì ông sẽ đóng cửa nó, ông trục xuất nó. Vậy mà bây giờ ta nói nó xả thải, nó thách thức cả dân tộc Việt Nam này, mà sao ông vẫn im gu bà gù vậy hả ông Phát? Ta nói dân tụi tôi tin ông quá mà. Bởi vì sao? Bởi vì ông nói với một cái thái độ quyết liệt. Chàng ơi, ta nói hả, mắt của ông nó long lên sòng sọc vậy hà. Môi của ông là đã mỏng rồi mà nó còn mím mím lại. Đầu của ông đã nỉễn rồi mà ông còn nỉễn hơn, thể hiện sự quyết tâm cao độ nữa. Thì sao dân tụi tôi không tin? Chèn ơi, vậy mà bây giờ hóa ra tất cả chỉ là diễn thôi hả ông tưởng thú? Ý lộn, ông thủ tướng. Sao ông nở ca bài ca hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều với dân tụi tôi vậy hả ông tưởng thú xúc phân? Ý lộn, ông Thủ tướng Xuân Phát. Lộn nữa, ông Thủ tướng Xuân Phúc. Ông Nguyễn Xuân Phát ơi, ta nói mấy bữa gài Facebook dậy sóng, cư dân mạng người ta thi nhau, người ta truyền tay những cái hình ảnh, video cực clip á, biển cả miền Trung nó chuyển sang màu đỏ đục, y như là màu đỏ máu con chim. Ý lộn, màu đỏ máu con tim vậy đó, thấy không? Chứng minh là thằng Formosa khốn nạn nó vẫn còn hoạt động, nó vẫn tiếp tục xả thải. Vậy đó mà nhà nước ta một mặt thì cho đội ngũ dư luận viên dày đặt ba củ lên trên mạng sủa sầm chơi dơ, đi photoshop hình ảnh này kia cái nọ, nói cái clip đó không phải ở Việt Nam, ở Đài Loan quay từ năm 2012 lận á, hen. Tới khi mà bị chính chủ, tức là chủ cái trang Facebook đó, hang, nó lên trên mạng nó bóc mẹ, rồi cộng thêm cư dân mạng mình lật mặt nữa, mang nhục rồi á, thì lớp tụi nó kêu ông thủ tướng xúc phân, Xuân Phúc, lên trên Facebook phân bưa là hiện tượng mé nước quần què gì đó, hang, lớp thì kêu tảo đỏ, lớp thì kêu thủy triều đỏ. Chàng ơi, ta nói mẹ nó biển cả mà nó làm giống y như là phụ nữ vậy đó, mỗi tháng phải ra mèo lần, hen. Lớp thì nó hâm hay, nó cho công an đi xúc cái người nào mà quăng clip lên trên mạng, hen. Trời, ta nói báo chí trong nước thì nó đăng tin sở dĩ nước chuyển sang màu đỏ là do con người xả thải. Ê tụi bay, mày tụi bay làm báo kiểu gì kỳ vậy bay? Mẹ sao tụi bay, không lẽ tụi bay nói con người xả chứ không lẽ con chó xả hả tụi bay? Hả? Tụi bay không dám nói quạch tẹt nó ra là do thằng khốn nạn Formosa nó xả thải hả? Trời ơi, giết mà giết báo mà giết như cái lều vậy hả tụi bay? Mẹ tao nói tụi bay cái thứ nhà báo tụi bay á, ngậm cái củ gì của đảng mà hèn như cái kèn vậy hả tụi bay? Tao nói ban tuyên giáo tụi bay á, cực khổ tụi bay làm đủ thứ chiêu trò à, hen. Chi vậy? Trong cái chuyện đơn giản nhất, hợp lòng dân nhất là đóng cửa cái nhà máy khốn nạn Formosa kia, thì sao tụi bay đéo dám làm, hả? Nè hen, tao nói một bên á, thì quánh dân nè, hen, xạo quần nè, chứng minh nè, bị dân lật mặt, rồi bị chửi như con chó gầy á nè. Còn một bên thì đóng cửa Formosa, ha, an lòng dân, dân người ta hoan hô, người ta vỗ tay nè, tao nói nó dễ quá mà sao tụi bay không làm? Chỉ có một cái lý do duy nhất thôi, đó là tụi bay ăn tiền của ngoại bang ngập họng rồi, bây giờ tụi bay câm như là hến Formosa vậy đó, hen. Tụi bay nhẫn tâm, tụi bay đẩy cái dân tộc này đi vô trong con đường diệt vong. Mẹ nó, tụi bay kêu là hiện tượng mé nước, là ngư dân trúng mùa, hen. Tổ cha thằng nào con nào nó là mé nước, mẹ ngon sách hết nguyên gia đình dòng họ tụi bay đó, tới đó đó,
nhúng xuống nước cho dân tụi tao coi. Mẹ tao nói nguyên cái bộ trung ương của tụi bay á, mà kéo hết ra cái chỗ mé nước đó tắm biển á, thì dân tộc này sẽ được hạnh phúc dữ lắm đó tụi bay à. Mẹ tụi bay nó biển cả an toàn ha, không thấy cá chết nổi lên nữa ha. Ngon. Dắt díu hết cả dòng họ gia đình, ông bà ông giải nhà tụi bay ra đó, vớt tôm cá lên trên đó, lên bờ ăn nhậu nghe không. Nhớ là live stream cho dân tụi tao thấy trực tiếp, dân tụi tao mới tin nghe chưa. Ta nói thời buổi này là thời buổi live stream, ngừ ngừ live stream, nhà nhà live stream. Tụi bay thấy không, như dân tụi tao bây giờ nè, ngồi chửi thôi mà cũng phải live stream nữa nè. Huống chi là lãnh đạo ha. Mẹ nói cái gì muốn cho dân tin á, thì cũng phải nói có sách, mách có chứng, phải live stream nha không. Mụ nội tụi bay, mẹ tao nói ngu mà cứ thích phát ngôn cho dân chữ không à. Cá nó đéo chết, nó đéo nổi lên được nữa là bởi tại vì nó chết sạch con mẹ nó hết rồi, còn cái gì nữa đâu mà nổi hả. Mẹ tao nói đái bậy ngoài đường á thì ra cái luật mới phạt 2-3 triệu bạc thôi cũng được đi hen. Vậy bây giờ tao hỏi tụi bay nè, xả thải hủy hoại môi trường, giết sạch dân Việt Nam thì phải phạt bao nhiêu cho đủ hả tụi bay? Mẹ nó cái quần què gì mấy ông mấy bà lãnh đạo cũng nói, đừng có no, mọi chuyện đã có đạn và nhà nước no. Trời ơi đúng rồi, chỉ có mấy ông mấy bà lãnh đạo trên cao là no thôi, còn dân đen tụi tao đói chết mẹ luôn nè. Đó, mấy ông mấy bà lãnh đạo có thấy nước ở ngoài Vũng Án bây giờ nó chuyển màu, nó đỏ cày à, nó đỏ y như là máu của người dân mình miền Trung bây giờ vậy đó hen. Nó giống y như là cái màu máu của những người dân miền Trung mà đi khiếu kiện, đi đòi lại công lý, đi kiện Formosa đó, rồi bị cái đám lãnh đạo tụi bay cho lính xuống đàn áp, đánh đập dân bởi đầu chảy máu hen. Trời ơi tao nói ước gì, ước gì mà mấy thằng chó xanh, mấy cái thằng mà đàn áp dân á hen, nó bơi dùm ra ngoài Trường Sa, Hoàng Sa, mẹ nó quánh mấy thằng Tàu mà cướp nước mình được một phần y như mà nó quánh dân mình thôi, thì dân tộc này xin quỳ xuống lại tụi bay, nhận tụi bay là anh hùng. Mẹ cha tụi bay, mẹ dân người ta đi khiếu kiện Formosa thôi mà, người ta chết dở sống dở rồi hen, người ta phải đòi, đi đòi lại công lý cho gia đình con cái người ta, chứ có phải người ta đi đào mộ ông cố nội cha nhà tụi bay đâu mà tụi bay quánh người ta ác nhân thất đức vậy hả tụi bay. Mẹ tao nói thiên lâu á sẽ dòm ngó tụi bay nghe không hen. Trên đời này không có cái gì mà khốn nạn độc ác hơn là bán rẻ tổ quốc, giết hại đồng bào ruột thịt của mình hết trơn hết trọi á. Bởi vì trời mưa tụi bay ráng núp kỹ trong nhà nha không hen, chứ đừng có đi lang thang ngoài đường. Kẻo anh lôi ảnh nó trở nên ảnh buồn buồn, ảnh ngứa con mắt bên phải, ảnh đỏ con mắt bên trái, ảnh dòm xuống rồi ảnh tán cái dài búa, lúc đó đừng nói sao xui nha mấy cưng. Ta nói hễ dân ai mà dám mở miệng lên tiếng là tụi bay đàn áp người ta, tụi bay du cho người ta ăn tiền của phản động, là diệt tân, là bán nước này kia cái nọ hen. Mẹ bỏ nghe tụi bay, bỏ cái tánh đó đi nghe tụi bay hen. Mẹ tụi bay dân tụi tao lên tiếng là vì sự sống còn của chính bản thân, của gia đình dòng họ con cái tụi tao. Còn bán nước hả? Ủa, bộ bán trà đá xâm lạnh hay sao mà nói dân tụi tao bán nước vậy tụi bay? Bán có được đồng xu cắt bạc nào không hả tụi bay? Trời ơi dân đen với tụi tao làm con mẹ gì mà có đủ thẩm quyền bán nước Việt Nam hả? Chỉ có những kẻ làm lãnh đạo mà tán tận lương tâm như tụi bay mới vì cái lợi riêng mà bán rẻ đồng bào, bán rẻ tổ quốc mình hen, rồi sau đó dùng chính những đồng tiền bất nghĩa đó để mà hưởng thụ phè phỡn trên chính xương máu nước mắt của người dân mình. Tụi bay lấy cái tiền bán nước đó đó, tụi bay đưa con cái tụi bay ra nước ngoài du học hết mẹ nó rồi, cho tụi nó hưởng thụ cái văn minh, cái hiện đại, cái trong lành của những xứ sở mà hằng ngày tụi bay giỏng cái mỏ tụi bay lên á, tụi bay chửi xa xả là tư bản dãy chết đó. Tụi bay để lại cái đất nước hoang tàn, tan nát, đầy dẫy những ung thư độc hại, nô lệ này cho con cháu dân đen tụi tao. Hả?
Sao tụi bay mất dạy dữ vậy tụi bay? Bây giờ nghe hỏi nè. Trước mắt 500 triệu đô la tiền bồi thường trong cái phần nổi trong cái vụ mà thảm họa Formosa đó. Hen, nó đi về đâu rồi tụi bay? Nó trả về túi của thằng nào, con nào rồi tụi bay? Trong khi ngư dân miền Trung thì vẫn đang sống dở chết dở, mất cần câu cơm mà đền bù thì đéo thấy. Ta nói chung quy cũng chỉ vì một chữ tiền thôi mà ác độc dữ vậy đó. Cương quyết bảo vệ thằng khốn nạn Formosa, hen. Cương quyết quay lưng lại với đồng bào mình tới cùng. Cương quyết đưa cái dân tộc này đi tới chỗ chết tới cùng. Tụi bay á, cái nòi cộng sản của tụi bay á, là tao nói chỉ biết có tiền với quyền thôi, hen. Vì hai cái thứ đó mà cha mẹ con cái ruột của tụi bay còn dám đấu tố giết hại nữa. Huống hồ gì là dân đen của tụi tao. Đằng sau cái thằng Formosa mất dạy kia là cả một cái đám quan thầy lãnh đạo Trung Cộng. Vì tụi bay sợ mất lòng chủ của tụi bay á, mà tụi bay quay lại tụi bay cắn xé dân đen tụi tao. Tao nói rồi đây, không sớm thì muộn, dân tộc Việt Nam này cũng sẽ bị diệt vong. Sẽ cho ra đời những thế hệ tương lai bị nhiễm độc, bị quái thai, bị dị tật từ trong trứng nước. Và rồi đây, tụi khốn nạn Trung Quốc kia nó ngồi nó giỡn râu nó cười. Nó tiêu diệt sạch sẽ hết người Việt Nam của mình, mà đéo có tốn một thằng lính một viên đạn nào. Ta nói tụi bay làm quan á, là để lo cho nước, cho dân, là để gánh vác trọng trách cho quốc gia, chứ đâu có phải chỉ leo lên cao mà chỉ biết bòn rút cho bản thân, cho gia đình, dòng họ mình đâu hả tụi bay? Ông Phắc ơi, ông Phắc, ông có còn nhớ không? Ông cũng là người dân miền Trung mà ông Phắc. Chính miền Trung đã sinh ra ông, nuôi dưỡng ông bằng tôm cá, bằng biển cả, để cho ông được vinh quang. Ông bước lên đài cao sang quyền quý, ông làm thủ tướng nước Việt Nam như ngày hôm nay này. Vậy thì tại sao bây giờ ông nỡ lòng nào ông nhìn miền Trung của mình tan tóc điêu linh như vậy mà ông chịu nổi? Sao ông Phắc, ông trả ơn cái nơi đã sinh ra và cưu mang như vậy thôi hả? Ông thủ tướng chỉ có một cách duy nhất bây giờ để mà ông chuộc lỗi, để mà ông có cơ hội trở thành Superman á, thành người hùng của dân tộc Việt Nam này, là ông đuổi cổ cái thằng Formosa này. Mà sao ông làm không được hả ông Phắc? Còn nữa, quân đội, những người đang khoác lên bộ đồ xanh trên người mà đi đàn áp người dân á, các người hãy nhớ, bộ đồ xanh mà mấy người đang bận á, cũng là từ tiền thuế của người dân tụi tôi đó. Cái underwear, tức là cái quần xà lõn dính trên da của mấy người á, cũng là từ tiền thuế của người dân tụi tôi đó. Chén cơm mà ngày ngày mấy người bưng lên mỏ, mấy người nuốt, mấy người giọng đó, cũng là từ tiền thuế của những người dân tụi tôi mà mấy người đánh bể đầu chảy máu đó. Vậy thì quân đội ơi, thức tỉnh giùm đi mấy anh ơi, đừng tiếp tục mê ngủ nữa. Mấy anh quân đội hãy nhớ rằng trách nhiệm của mấy anh là bảo vệ nhân dân, là trung thành với tổ quốc. Bởi vì các anh chỉ phải phục vụ nhân dân, phục vụ cho tổ quốc này thôi. Đừng bao giờ chĩa họng súng về phía nhân dân, bởi vì đó là tội ác. Cũng đừng bao giờ nhân danh vì bất cứ một cái lý do nào để mà đánh mất cái lý tưởng cao đẹp ban đầu là bảo vệ tổ quốc. Phản bội quê hương, đàn áp đồng bào ruột thịt của mình, những người đã nuôi dưỡng các anh để cúi đầu phục vụ cho cái đám chó tay sai của Trung Cộng, trời ơi, ta nói nó hoèn còn hơn cái kèn nữa các anh à. Các ông các bà lãnh đạo, banh lỗ tai dảnh lỗ nhĩ lên mà nhớ nè. Hỡi các ông các bà chọn thép, chọn Formosa, có nghĩa là các ông các bà đã chọn cách giết dân, chọn cách đối đầu với nhân dân, chọn cách đẩy nhân dân đi vào con đường chết. Còn các ông các bà chọn đóng cửa Formosa, nghĩa là chọn cách đối thoại với người dân, chọn cách đứng cùng phía với nhân dân. Câu trả lời xin dành lại cho mấy ông mấy bà lãnh đạo đi hen. Ráng mà trả lời sớm sớm cho dân đi hen.
Chứ dân tụi tôi sốt ruột lắm rồi, thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu nữa đâu. Mẹ ta nói dân chửi hoài, dân cũng khát nước chết mà nghe luôn, chứ có sướng ít gì đâu. Thôi đi uống miếng nước cái nghe. Nhớ lời dân nói nghe mấy ông mấy bà. Chào thân ái và đức thắng.